Cô chào các em, rất vui được gặp lại các em trong tiết tập đọc ngày hôm nay. Cô xin giới thiệu với các em hình ảnh của nhà văn Turgenev. Turgenev là nhà văn nổi tiếng của người Nga. Ông sinh năm 1818 và mất năm 1883. Ông là tác giả của câu chuyện Người ăn xin mà chúng mình đã được học ở học kỳ 1. Trong tác phẩm Người ăn xin, dưới ngòi bút tinh tế, giàu hình ảnh chân thực, nhà văn đã cho ta thấy được một cậu bé có tấm lòng nhân hậu trước người ăn xin già nua và nghèo đói. Mỗi tác phẩm của ông là những câu chuyện giàu cảm xúc và rất chân thực trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vậy dưới ngòi bút chân thực ấy, hình ảnh một con chim sẻ nhỏ bé sẽ hiện lên như thế nào? Cô trò mình cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Bài tập đọc Con sẻ của nhà văn Turgenev. Trong bài đọc này, chúng ta cần đạt được các mục tiêu như sau. Đọc trôi chảy, lưu loát, biết ngắt nghỉ đúng chỗ, đọc diễn cảm bài văn. Em hiểu nội dung và ý nghĩa của bài đọc. Vận dụng những kiến thức bài học vào cuộc sống. Nào, chúng mình cùng bắt đầu cho bài học hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đi vào hoạt động 1, luyện đọc. Mời các em theo dõi toàn bộ nội dung của bài đọc và lắng nghe cô đọc bài. Con sẻ, tôi đi dọc lối vào vườn. Con chó chạy trước tôi. Chợt nó dừng chân và bắt đầu bò, tuồng như đánh hơi thấy vật gì. Tôi nhìn dọc lối đi và thấy một con sẻ non, mép vàng óng. Trên đầu có một nhúm lông tơ. Nó rơi từ trên tổ xuống. Con chó chậm rãi lại gần. Bỗng từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá, rơi trước mõm con chó. Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết. Nó nhảy 2-3 bước về phía cái mõm há rộng, đầy răng của con chó. Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt nhưng hung dữ và khản đặc. Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ. Nó sẽ hy sinh, nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất. Con chó của tôi dừng lại và lùi. Dường như nó hiểu rằng trước mặt nó có một sức mạnh. Tôi vội lên tiếng gọi con chó đang bối rối ấy tránh ra xa, lòng đầy thán phục. Vâng, lòng tôi đầy thán phục. Xin bạn đừng cười. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước con chim sẻ bé bỏng, dũng cảm kia, trước tình yêu của nó. Vừa rồi, cô và các em đã cùng đọc bài Con sẻ. Vậy, theo em, bài tập đọc này sẽ được chia thành mấy đoạn? Bài đọc sẽ được chia thành 5 đoạn các em ạ. Các em hãy lấy bút và đánh dấu các đoạn của bài. Trong bài đọc này, cô muốn các bạn lưu ý một số cách phát âm của các từ như sau. Các em hãy lắng nghe và đọc theo cô. Tuồng như, bối rối, sẻ non, khản đặc, dựng ngược, thảm thiết. Đây là một số từ ngữ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ của nhân vật trong truyện mà em cần chú ý phát âm và đọc đúng. Trong bài tập đọc này, đa số các câu văn trong bài là các câu văn ngắn. Có một vài câu là câu văn dài. Các em có thể ngắt nghỉ câu văn dưới đây như sau. Bỗng, từ trên cây cao gần đó,
Một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá rơi trước mõm con chó. Các em lưu ý khi ngắt nghỉ câu để làm rõ hoạt động và ý văn trong câu. Trong bài còn có một số từ ngữ cô muốn các em cần hiểu nghĩa rõ hơn. Tuồng như, có vẻ như là, dường như. Khản đặc là tiếng nói hoặc tiếng kêu gần như không ra tiếng. Bối rối là lúng túng, mất bình tĩnh, không biết nên xử lý thế nào. Kính cẩn là tỏ rõ sự kính trọng bằng điệu bộ, cử chỉ, nét mặt rất nghiêm trang. Dưới đây là hình minh họa cho thái độ kính cẩn. Để giúp các em hiểu rõ hơn về câu chuyện, chúng ta cùng chuyển sang hoạt động 2, tìm hiểu bài. Mời các em quan sát lại toàn bộ nội dung câu chuyện và cho cô biết trong câu chuyện có những nhân vật nào xuất hiện. Đó là sẻ non, sẻ già, con chó và tác giả. Đọc thầm đoạn 1 và cho cô biết trên đường đi con chó thấy gì? Theo em nó định làm gì? Các em theo dõi đáp án của cô. Các em ạ, à, trên đường đi, nhân vật tôi đã gặp một chuyện bất ngờ. Con chim sẻ không may bị rơi xuống đất. Chú sẻ non trông tội nghiệp, yếu ớt, trên đầu còn một nhúm lông tơ, lại càng non nớt. Con chó khi đó đang chạy dọc theo lối vào vườn, chợt nó đánh hơi và tiến về chú sẻ non. Có lẽ theo bản năng của một con chó săn, nó đã định cắn hoặc là ngoạm lấy chú sẻ non tội nghiệp. Một chú chó to lớn tiến lại gần. Đây là một mối nguy hiểm rất lớn với sẻ non. Nhưng có một sự việc bất ngờ xảy ra khiến con chó phải dừng lại. Vậy sự việc đó là gì? Cô mời các em đọc thầm đoạn 2 và trả lời cho cô câu hỏi. Việc gì đột ngột xảy ra khiến con chó dừng lại? Các em đã tìm được đáp án cho câu trả lời này chưa? Hãy theo dõi đáp án của cô. Trước mối hiểm nguy của sẻ con, sẻ mẹ lao xuống với một sức mạnh phi thường. Vậy hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con đã được tác giả miêu tả như thế nào? Đó là sẻ mẹ lao xuống như một hòn đá. Lông dựng ngược, miệng rít lên. Nó nhảy 2-3 bước về phía con chó và lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó hung dữ và khản đặc. Qua những hình ảnh trên, em có nhận xét gì về sẻ mẹ? Sẻ mẹ vô cùng dũng cảm và có tình yêu thương con sâu sắc. Và vì tình mẫu tử, nó sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đối đầu với con chó săn hung dữ để bảo vệ con của mình. Tuy nhỏ bé yếu ớt, nhưng sẻ mẹ vẫn sẵn sàng lao xuống cứu con khi thấy con mình gặp hiểm nguy. Một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như một hòn đá rơi trước mõm con chó. Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết.
Nó nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó. Trước mắt nó là một con chó to lớn hơn nó gấp nhiều lần, như một con quỷ khổng lồ. Chắc chắn con sẻ biết rằng nó không phải là đối thủ của con chó. Nó quá nhỏ bé, nhưng lòng yêu con, tình yêu của người mẹ đã tiếp thêm sức mạnh. Con sẻ đã chấp nhận hy sinh thân mình để bảo vệ chú sẻ non yếu ớt. Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt nhưng hung dữ và khản đặc. Tình yêu của người mẹ đã giúp nó có đủ dũng cảm để đối diện với con chó. Nó sẽ hy sinh, nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất. Vậy theo em, sức mạnh vô hình đó là gì? Đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng, một tình cảm tự nhiên theo bản năng trong con sẻ, khiến cho nó, mặc dù khiếp sợ con chó săn to lớn, nhưng vẫn sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm để cứu con của mình. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu đoạn 1, 2, 3 của bài. Qua phần tìm hiểu bài, các em cùng suy nghĩ và cho cô biết nội dung của ba đoạn 1, 2, 3 là gì? Đó chính là cuộc đối đầu giữa sẻ mẹ bé nhỏ và con chó khổng lồ. Các em ạ, hình ảnh sẻ già dũng cảm lao xuống cứu con của mình đã được tác giả miêu tả thật rõ nét và sinh động. Cuộc đối đầu không cân sức, một bên là con vật bé nhỏ yếu ớt, nhưng bằng một bản năng của người mẹ không sợ hiểm nguy, sẵn sàng bảo vệ con của mình trong mọi hoàn cảnh. Nó đã khiến cho con chó phải bối rối dừng lại và lùi bước. Dường như nó hiểu rằng trước mặt nó có một sức mạnh của sẻ mẹ chính là lòng dũng cảm của tình yêu thương. Vậy, chứng kiến cuộc đối đầu đó, tác giả đã tỏ thái độ và có những hành động như thế nào? Cô mời các em tiếp tục đọc thầm đoạn 4 và đoạn 5, trả lời cho cô câu hỏi này nhé. Chứng kiến cuộc đối đầu của sẻ mẹ với con chó, tác giả đã có hành động, vội lên tiếng gọi con chó tránh ra xa. Và thể hiện thái độ của mình đó là lòng đầy thán phục và kính cẩn nghiêng mình. Vì sao tác giả lại bày tỏ lòng kính phục của mình đối với con sẻ nhỏ bé? Vì sẻ mẹ thật dũng cảm, dám đối đầu với con chó săn để sẵn sàng cứu con. Đó là hành động đáng trân trọng, khiến con người phải cảm phục. Qua nội dung chúng ta vừa tìm hiểu, các bạn cho cô biết ý của đoạn 4 và đoạn 5 nói lên điều gì? Đoạn 4 và đoạn 5 nói lên lòng thán phục, sự ngưỡng mộ trước hành động dũng cảm và tình yêu con của sẻ mẹ. Hành động kính cẩn nghiêng mình của tác giả thể hiện lòng kính phục trước sự dũng cảm và tình yêu của sẻ mẹ. Con sẻ mẹ ấy đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng xả thân để giành lấy sự sống, giành lấy sự bình yên cho con của mình. Và chắc chắn mọi người mẹ trên trái đất này đều sẵn sàng làm những việc như vậy. Qua bài học hôm nay, nhà văn muốn ca ngợi điều gì? Nhà văn muốn ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu sẻ non của sẻ mẹ. Đó chính là nội dung của bài học hôm nay. Cô mời các em ghi vở. Em ạ,
Hành động của sẻ mẹ nhỏ bé, dũng cảm, đối đầu với con chó hung dữ để cứu con là một hành động đẹp, đáng trân trọng, khiến cho con người phải cảm phục. Và chứng kiến cuộc đối đầu đó, tác giả đã phải cúi mình trước tình yêu thương của sẻ mẹ. Vừa rồi chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài. Bây giờ cô trò mình cùng bước sang hoạt động tiếp theo, luyện đọc hay. Với bài đọc này, các em cần chú ý. Toàn bài đọc giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, chuyển đổi giọng linh hoạt, phù hợp với diễn biến của câu chuyện. Ở đoạn 1, em chú ý hai câu đầu đọc với giọng kể khoan thai. Câu thứ 3, chuyển giọng hồi hộp. Chú ý nhấn giọng những từ ngữ miêu tả đặc điểm của chú sẻ non. Ở đoạn 2 và đoạn 3, cần chú ý thể hiện được giọng hồi hộp, căng thẳng. Nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả hành động và trạng thái của chú sẻ mẹ. Nhấn giọng những từ ngữ miêu tả hành động và trạng thái của sẻ mẹ. Đoạn 4 và đoạn 5, em đọc giọng chậm rãi, thể hiện sự thán phục. Nhấn giọng những từ ngữ miêu tả cảm xúc của tác giả đối với sẻ mẹ. Trong bài đọc hôm nay, chúng ta tập trung đi vào luyện đọc đoạn 2 và đoạn 3 của bài. Ở đoạn này, chúng ta chú ý thể hiện giọng hồi hộp và căng thẳng. Nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện trạng thái, hành động của sẻ mẹ. Các em theo dõi cô đọc. Con chó chậm rãi lại gần. Bỗng từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá rơi trước mõm con chó. Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết. Nó nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó. Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt nhưng hung dữ và khản đặc. Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ. Nó sẽ hy sinh, nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất. Vừa rồi các em đã lắng nghe nội dung của đoạn luyện đọc. Sau đây, cô dành thời gian để các em tự luyện đọc. Các em ạ, bằng việc ca ngợi hành động của sẻ mẹ, tác giả còn mang tới cho người đọc một ý nghĩa về tình mẫu tử thiêng liêng cao quý. Đôi vai mẹ gánh một đời huyền thoại, tình yêu thương rộng lớn đến khôn cùng. Trên đời này không có gì vĩ đại hơn người mẹ. Mẹ là người cho ta cuộc sống, mẹ sẵn sàng hy sinh vì ta. Tình yêu của mẹ là một tình yêu vĩ đại, là tình mẫu tử thiêng liêng. Không chỉ có ở con người mà còn thể hiện ngay ở các loài động vật. Ngoài chim sẻ ra, còn có rất nhiều các loài động vật khác nữa. Cô mời các em cùng xem đoạn video sau. Thank you.
Qua đoạn video, chúng ta cũng đã thấy được tình cảm của các loài động vật mẹ dành cho con của mình. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô mong rằng sau bài học này, các em sẽ hiểu thêm về tình yêu của mẹ dành cho chúng ta. Các em hãy thể hiện tình yêu của mình đối với mẹ bằng cách giúp đỡ mẹ các công việc nhà, chăm ngoan học giỏi để làm phần quà tặng cho mẹ của mình. Trước khi chia tay, chúng ta cùng đến với một bài hát nói về mẹ. Bài hát có tên Bàn tay mẹ. Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con ăn tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ đun. Trời nóng bước ra từ tay mẹ, con ngủ ngon. Trời giá rét cũng từ tay mẹ, u ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con, từ tay mẹ con lớn khôn. Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con ăn tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ đun. Trời nóng bước ra từ tay mẹ, con ngủ ngon. Trời giá rét cũng từ tay mẹ, u ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con, từ tay mẹ con lớn khôn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.